Ok, hello mọi người. Hello mọi người đến kênh Neo King Go. Happy New Year mọi người nha. Mình đang ở khúc này là đẹp nhất Phú Mỹ Hưng này. Đường Tôn Dược Tiên mọi người. Chúng ta sẽ đi xem coi cái năm rồng này là cái đường hoa ở Phú Mỹ Hưng này có gì đặc biệt. Nhưng mình thấy là đẹp lắm nha. Không cần phải nói nhiều đâu, đi vô và chủ yếu để review và quay nhanh nhanh cho mọi người xem cái đường hoa ở đây. Họ sẽ trang trí rồng có gì mà hơn hay so với đường hoa ở bên ngoài không? Hiện tại là 26 Tết mọi người, và mình sẽ đi vòng quanh giáp vòng cái khu này luôn. Ứng ngoạn đường hoa ở Phú Mỹ Hưng, theo mình đánh giá đường hoa Phú Mỹ Hưng là đẹp nhất và đi chơi an toàn nhất luôn. Bởi vì sao? Là nó vừa đủ thôi, nó không quá to như đường hoa Nguyễn Huệ, nó không có hoành tráng hoành tinh thành tá tràng như đường hoa Nguyễn Huệ, nhưng mà ở đây thì là có bảo vệ mọi người, nên là đi chơi ở đây yên tâm, an tâm hơn. Nó ven sông luôn, và đặc biệt là có hội chợ nữa, và xa xa là có Crescent Mall, là cái khu shopping mall mình thích nhất luôn á. Nó rất là đẹp như bên Singapore luôn. Rồi mình sẽ dẫn mọi người đi khai xuân mọi người. Giờ nay là 26-27 Tết rồi, và đường hoa này nó mới và bốc siêu thôi, nên là mình sẽ tranh thủ đi. Tại vì đường hoa nó đi khoảng 3-4 ngày thôi nó sẽ xấu liền à. Khoảng 4-5 Tết là họ sẽ dẹp cái đường hoa này, nên là mình sẽ tranh thủ đi lúc mà đường hoa đẹp. Đặc biệt năm nay là năm con rồng đó mọi người, năm Year of Dragon, 12 năm mới có một lần, năm của vua chúa đó. Rồi mình sẽ dẫn mọi người đi xem. Ở đây mình thấy là ai cũng mặc đồ đẹp mọi người, mình tranh thủ mặc đồ đúng không? Đó, mình coi mặc đồ lịch sự xíu đi đường hoa. Mình thấy rất là nhiều các cô gái chàng trai đi mặc chụp hình, mặc áo dài, mặc kiểu gì là truyền thống đó, gọi là truyền thống Việt Nam á. Ok, let's go. Khi mình đi đường hoa Phú Mỹ Hưng xong thì cảm thấy đói bụng mọi người. Thì cái hay ở cái đường hoa này là có luôn đồ ăn ở đây. Nên cái khu này khu hội chợ nè, thì họ sẽ dẹp trước 30 Tết mọi người. Tại đây là cái chợ này, hội chợ nó ăn theo cái hội chợ hoa. Ok, đi. Mình sẽ đi vô đây khám phá có gì ăn. Dâu luôn. Mình mới mua cái kem Bliss nha mọi người, đây mình đang mua này, quay Bliss à. Kem này khá là lạ nhưng mà mình thấy cái mùi nó rất là giống với Häagen-Dazs, cái kem mình rất là thích, nhưng mà rẻ hơn nha, rẻ gấp đôi, đảm bảo luôn. Một cây là 60.000 mà ngon, nhiều phô mai, nhiều cheese, đây kem dâu cheese mọi người. Thank you.
đói bụng à. Chán quá nè, tắt cái quạt đi. Lớp gió, lớp quạt nữa đi. Ok. Cho nên nướng đó. Cái này bên này chịu hết thì chỉ là hơi lạnh nè. Không có mày khác. Cái đó là 30 với 90 với lại 50. Sau nhiêu vậy chị? Chị, sau này nhiêu? Cái đó là 25. Chơi tôm trắng đi chị ơi. Mực này 100. Sau này nhiêu vậy ta? Cho nó nước ra giùm em đi. Nói chung độ của em 25-30. Rồi, xử lý nè. Nè em ơi. Chị. Một cà sữa, rồi ok, một cà sữa. Dạ, còn đây là có bánh. Hấp dẫn quá mọi người. Mình không định ăn đâu. Một sâu là 25k mọi người. Tại vì hội chợ nó sẽ mắc hơn bình thường. Nay mà cũng ngon. Ăn thử nha. Mình thử rồi, bỏ đói ăn cái gì cũng ngon. Mực này cũng ngon lắm. Một con mực này là 100k. 100k nha anh em. Ok. Đông rồi. Nãy mình ngồi đợi rồi bắt đầu đông. Anh em. Chất lượng ngon thiệt, 25k luôn, tổng được 260k. Tóm lại ăn cái vui được, ăn no thì vô khác nè, ăn cái vui thôi. Mình sẽ đi review gà Hàn Quốc mà.